cái độ nhỏ nhỏ này thế à. Đấy, đẹp à. Đấy. Cậu kia làm gì kìa? Ê cô, ê cô, lùi ra. Mọi người. Rất đẹp nhá. Hôm nay trời lạnh tầm khoảng 9 đến 10 độ anh em nhá. Ui, anh bài kinh không? Ấy. Khoái kinh không? Anh vừa xong anh Nhàn có đưa anh đi ăn sung rồi mà sao khỏe thế? Anh Nhàn vừa có đưa anh Hùng đi ăn sung rồi mà khỏe thế? Ui, ui, xít vào người mình. Tiếp công. Wow. Làm thêm một vòng nữa này, kinh không? Quá cái gớm, ai da, ai da, ai da, quả này xoáy luôn nhá. Xong quả này xoáy luôn này. Khó đấy, quả này khó đấy. Quả này khó đấy, quả này khó đấy. Quả này khó đấy. Giờ chỉ xoáy thôi. Không vào được. Không vào được tầm đấy, không vào được rồi. Anh vẫn đang cố gắng để đu đưa để bắt nhưng mà không thể bắt được anh em ạ. Thế là anh buộc phải anh để xoáy liên tục. Đi ngang rồi, đi ngang rồi.